Xin kính chào quý vị và các bạn. Dự báo ngày mai thì những sóng lạnh tăng cường sẽ tràn xuống nước ta và khiến cho thời tiết thay đổi. Tại phía Đông Bắc Bộ thì trời nhiều mây, có mưa, đồng thời thì nhiệt độ cũng hạ từ 4 cho đến 5 độ so với ngày hôm nay. Như tại thủ đô Hà Nội, Lạng Sơn, Hải Phòng hay là Ninh Bình, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 27 độ. Tại khu vực Cao Bằng, Hà Giang sang đến khu vực phía Tây Bắc Bộ thì cũng chịu ảnh hưởng muộn hơn. Ngày mai thì trời vẫn sẽ có nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Khả năng đến đêm mai khi mà sóng lạnh lấn át hoàn toàn, miền Bắc sẽ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vùng núi sẽ là từ 12 đến 14 độ. Xuống đến khu vực Trung Du và Đồng bằng của Bắc Bộ, 15 đến 18 độ. Bắc miền Trung từ ngày mai thì cũng chịu ảnh hưởng tác động của không khí lạnh, trời sẽ có mưa và giảm nhiệt. Tại các thành phố từ Thanh Hóa xuống đến Huế, dao động trong khoảng từ 24 đến 25 độ, trời lạnh. Xuống Nam miền Trung, ngày mai riêng có Đà Nẵng, mức nhiệt 26 độ, trời có mưa nhỏ. Còn lại thì các thành phố khác, trời sẽ đều có nắng, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ sáng mai thì trời cũng sẽ có nắng, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và một loạt các điểm khác là từ 31 đến 33 độ. Về chiều thì hội tụ gió ẩm hoạt động mạnh sẽ gây ra mưa dông trên diện rộng. Có những điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa là từ 25 đến 50mm, đề phòng ngập úng cục bộ cũng như là lốc sét và gió giật mạnh. Về diễn biến bão số 6, hiện thì bão đã qua giai đoạn mạnh nhất và đang giảm dần về cường độ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai thì bão sẽ giảm xuống cấp 10, giật cấp 12. Sau đó thì bão cũng sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Bắc miền Trung. Tại khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Nam thì gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển huyện đảo Hoàng Sa thì có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Vùng biển huyện đảo Trường Sa thì có mưa một vài điểm, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.